Chào cả nhà nhé. Đây là cây mai chiếu thủy nguyên bản này. Chiều cao khoảng cỡ hơn 3 mét, tán thì khoảng 4 mét. Đấy, vành gốc của nó là 50 năm, thoát 20. Gọi cây song thụ cũng được, cái mai hoa thơm. Mai chiếu thủy hoa thơm nhẹ nhàng đó, không thơm nguyệt quế đâu. Thơm nhờ. Gốc trong cái cồn này nhá. Đấy. Gốc mà đo sát gốc là phải 60, nhưng mà đo chỗ trên tí nó 55, thoát tầm 2 năm. Đấy, gốc này mai chiếu thủy đây, về cắt thu tán nó gọn gọn một tí này. Nào nhà chưa có mai chiếu thủy sưu tầm một cây nhé. Cây này anh ấy bán cũng giá cũng hợp lý thôi. Đấy. Bóng tán to. Gốc mai chiếu thủy nguyên bản, bóng tán thơm phết. Cắt gọn gọn mấy cành bên dưới cho nó thoát, cho nó thoáng tí. Gốc rất đẹp, gốc trồng cồn phết đấy. Gốc cây hai thân. Ok, hãy chia sẻ với bạn cái mai chiếu thủy nhé. Anh ấy bán là tính cho toán trong ngoài kia này 9 triệu lên xe, công đánh đi xa. Ok, mai chiếu thủy. Đấy.